Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7, các tín đồ Hồi giáo khắp các châu lục đã tổ chức hoạt động chào mừng lễ Eid al-Adha, ngày lễ lớn thứ hai trong năm giữa những lo ngại về sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Eid al-Adha được xem là một trong hai ngày lễ lớn của người Hồi giáo, mang ý nghĩa lễ hội của sự hiến sinh. Ngày lễ này thường bao gồm những buổi lễ cầu nguyện đông người, hoạt động cộng đồng, giết mổ gia súc hay mang đồ ăn đến cho những người yếu thế trong xã hội. Eid al-Adha là lễ hội đánh dấu kết thúc tháng hành hương Hajj của người theo đạo Hồi. Thay vì hàng triệu tín đồ như trước đại dịch, chỉ có khoảng 60.000 công dân Ả Rập Xê Út đã được tiêm vaccine COVID-19 có thể tham gia hành hương trong năm 2021. Nhờ đấng tối cao, tôi mới có thể thực hiện được cuộc hành hương năm nay. Nhờ những nỗ lực to lớn của các nhà nước cũng như tổ chức trong việc duy trì giãn cách cũng như đảm bảo an toàn cho người hành hương, chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại nào. Tại thành phố Karachi của Pakistan, nơi biến thể Delta đang khiến số ca mắc mới tăng ở mức cảnh báo, người dân đến các đền thờ cầu nguyện được yêu cầu tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, rất khó để có thể đảm bảo an toàn phòng dịch khi nhiều người tập trung và thực hành nghi lễ hiến tế động vật không đeo khẩu trang. Indonesia, quốc gia có nhiều người Hồi giáo nhất trên thế giới, đón lễ Eid al-Adha khi làn sóng dịch mới đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Các hoạt động tụ tập đông người bị cấm, trong khi các biện pháp hạn chế đi lại khiến nhiều người không thể về thăm người thân. Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin kêu gọi mọi người dân cầu nguyện tại nhà cùng gia đình. Tuy vậy, chính phủ Indonesia không cấm hoàn toàn việc cầu nguyện tại nhà thờ.